Sở Giao thông Vận tải Hải Dương vừa có văn bản báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo xử lý tình trạng người dân tự ý lập các barrier thu tiền của các phương tiện qua đường. Văn bản khẳng định tình trạng người dân tự ý lập các trạm barrier tại các tuyến đường liên thôn liên xã là trái với quy định của pháp luật, ảnh hưởng đến lưu thông của các phương tiện, gây bất bình trong dư luận. Thời gian tới, Sở sẽ phối hợp với các địa phương kiểm tra xử lý dứt điểm. Trước đó, tại một số nơi tại Hải Dương như là huyện Bình Giang, Ninh Giang, người dân đã tự ý lập barrier, thu tiền từ 10 đến 20.000 đồng đối với ô tô khi đi ngang đường.